người đàn ông em yêu thương, người đàn ông em trao trọn con tim. Yêu anh em đâu suy tính hơn, thiệt hơn dù cho em là cô gái nghèo. Từng đêm thu đêm bên anh trọn cuộc vui. Trái tim sao còn nhiều đam mê, anh hãy nói đi, anh hãy nói đi, nói một lời anh sẽ đổi thay. Một nửa trái tim không trọn vẹn cho em. Tình tôi trọn đời người ơi.
ngày nào hai đứa thường qua con phố mưa chẳng tiện đường chiều đi trên phố kỷ niệm từng cơn mưa rơi vào tim gọi tên anh thấy buồn thêm còn bao giờ nhớ về nghe như đi ba thế này mà ế. À vâng, xin chào các bác. Hôm nay em xin phép lên lại một con đài bom bốc của hãng Victor. Tên mã thì hình như là X77. Vâng, đây chính là con bom bốc Victor X77. Cách đây khoảng một thời gian em đã từng cho lên sóng rồi, để giá hết sức là đàng hoàng. Nhưng phải nói là vô cùng ngạc nhiên các bác ạ. Ngạc nhiên là bởi vì như thế này, những cái model như những con như là X77 này ấy, thì trong giới buôn bọn em ấy phải tranh cướp nhau mới có được nó, không đơn giản đâu. Bởi vì cái phân khúc này thì về chất lượng âm thanh cũng như là size của đài nó to hơn và âm nó khá hơn so với những cái con như là Victor Z1, L1 mà các bác vẫn thường thấy em bán ở trên kênh YouTube này. Ngạc nhiên là bởi vì đưa ra một cái mức giá cực kỳ hợp lý mà không ai muốn chốt. Thực sự là vừa ngạc nhiên và vừa cảm thấy buồn, bởi vì mình mất quá nhiều công sức để mà đi săn lùng những cái model như thế này về để phục vụ khách hàng, trong khi khách thì hoàn toàn thờ ơ. Cũng dễ hiểu thôi, bởi vì người ta cũng không biết được đến danh tiếng của những cái thiết bị như thế này. Quanh đi quẩn lại mấy cái model mà nó nhẵn mặt ấy, thì người ta cho rằng là mua những con đó là nó chắc cú và nó sẽ có chất âm tốt hơn. Như em đã từng nói với các bác là trong những cái thứ liên quan đến thiết bị điện của điện tử của Nhật Bản ấy, thì em dám chắc là không có cái thứ gì nó là hoàn hảo cả. Bất cứ món đồ nào của người Nhật nó cũng đều có ưu điểm và nhược điểm. Là bởi vì nó được chế tạo bởi và thiết kế bởi những con người, mà con người chúng ta thì chẳng có ai là hoàn hảo cả, do vậy là đồ nó cũng vậy thôi. Sẽ không bao giờ có bất cứ một cái thứ gì là hoàn hảo trên đời này. Cái con X77 này cũng vậy. Chất âm thì các bác nghe qua cái đoạn test vừa rồi, đến mấy phút em test và em im lặng không nói gì cả. Sau khi test xong em mới nói chất âm nó tốt đi ạ.
Bây giờ thì em sẽ test nốt đến cái khoản radio, xong em cũng xin nói dăm câu ba điều nữa để kết thúc video. Bởi vì cái model này em đã từng có video khá là chi tiết, nói đến bã cả bọt mép ra rồi. Bây giờ em cũng không muốn nhai đi nhai lại những cái thứ mà em đã từng nói. Nghe radio cái nhỉ. Bâng khuâng, ta đã đi qua tháng 6 và những mùa hoa ăn ắp kỷ niệm học trò như thế. Kỷ niệm gợi ta về trang lưu bút, dòng mực tím cùng những dòng chữ thân thương của bè bạn. Cánh phượng hồng ngẩn ngơ hóa thành những chú bướm nhỏ xinh rập rờn trong trang giấy trắng. Ta nhớ thời học trò, nhớ thuở còn tung tăng cắp sách tới trường, ríu rít như những chú chim non, không âu lo bon chen trong cuộc sống thường ngày. Còn mãi trong tâm khảm là ánh mắt ấy, là giọng nói thầy cô. Chỉ có những học trò nghịch ngợm mới biết. Ở sân trường, ngày cuối cùng khép lại. Radio FM 108 tốt. Em xin tổng kết như sau. Trên cái model Victor X77 này, nó bao gồm những tính năng. Một là đĩa MD, hai ổ đĩa MD, em vừa mới test cả hai rồi đi ạ. Thứ hai là đĩa CD. Thứ ba là đường line in aux, nó có thể dùng thay thế một cái loa vi tính nhỏ. Và thứ tư là radio. Trên cái sản phẩm này có hai tính năng mà em bao chạy tốt. Một là đường line in aux, nghe thay cái loa vi tính, và thứ hai là radio FM 108. Sản phẩm bán ra sẽ kèm theo một cái remote học của trường cộng. Trên cái remote này nó có vài cái nút khá là quan trọng, đó là chỉnh bass, chỉnh jack. Trên model này nếu như không có remote không chỉnh nổi bass jack đâu ạ. Ấn vào nút sâu này nó hiện chữ bass, muốn tăng giảm ấn hai nút lên xuống này đó, và jack cũng vậy. Ở đây là cái nút thay đổi những cái đây là bật tắt chế độ siêu bass. Đó, đây là thay đổi những cái hiệu ứng music cài sẵn. Play stop next bài bên phần đĩa vô tư. Play được bên cửa B của đĩa MD, cửa A thì chúng ta bắt buộc phải bấm bằng tay. Về hình thức con này là còn tương đối khá khẩm nếu như xét theo tiêu chuẩn hàng bãi. Bây giờ em sẽ xoay phía sau các góc cạnh. Đai liên lạc không bể vỡ, sứt sẹo thì nhiều, đổ bãi là vậy, không tránh được. Đây là đường anten đấu vào để nghe sóng FM này. Các bác có thể là lấy một cái đinh đinh nhỏ cắm ở đây cũng được, kéo nó dây ra là chúng ta nghe được FM. Và đây là hai cái kẹp đấu vào để nghe sóng chung, sóng AM. Đây là đường line aux dạng jack 3,5 ly. Và trên quần đài này tính năng aux em bao chạy tốt. Và đây đây là cái lỗ phone lấy tiếng ra tai phone bên ngoài, hoặc chúng ta cũng có thể lấy tiếng ở cái đường này dẫn vào hệ thống âm ly lớn và loa lớn của chúng ta để tận dụng con đài thay thế một cái đầu đĩa CD, cũng như là thay thế một cái đầu đĩa MD và radio FM 108. Và đây là thông số Victor model NSX77WMDS. Công suất tiêu thụ là 32W điện áp, sử dụng 100V, sản xuất năm 2003, số series có đuôi 1806. Đài đã được em vệ sinh sạch sẽ từ trong ruột ra đến ngoài. Ruột gan con này em bào sạch sẽ và còn đẹp, tất cả zin tuyệt đối, chưa sử dụng tại Việt Nam. Và em sẽ tặng một cái đĩa em đi, tặng cái đĩa bên ổ B nha, là cái đĩa này em để luôn trong ổ không lấy ra nữa. Em xin nhắc lại, em bán con đài này với tư cách của một cái loa vi tính và với tư cách
của một cái radio FM 108. Còn đĩa MD và đĩa CD em chỉ test demo, không bao chạy. Có nghĩa là gì? Có nghĩa là kể cả nó có chạy thì em bảo là nó hỏng rồi, để tránh những khiếu nại không đáng có. Bác nào mua con đài này tự trang bị dây nguồn số 8, do shop em độ này hẻo không có dây kèm theo nhé. Về giá thì em đã cố gắng ngắn bóp xuống cái mức thấp nhất có thể rồi. Và bác nào có nhu cầu muốn sở hữu con này thì liên hệ trực tiếp với em theo số điện thoại em để ở phần chú thích bên dưới. Xin cảm ơn tất cả các bác đã dành thời gian cho video này.